Hello Việt Nam, chào Việt Nam. Mình nói về mà cái dịch vụ tại Việt Nam á, anh chị cứ ngồi ở nhà, anh chị download mấy cái app đồ ăn về, bấm một cái là có người giao tới. Mà cái tiền giao hàng bên đây nó rất là rẻ nha, đồ ăn mà rất là ngon và sạch sẽ nữa, chứ không phải như mà bên Mỹ mà anh chị đang chê bai Việt Nam mình nha. Nhớ nha, chào mình chút nha. Đây nè, cũng như mình nói nè, chị ngồi ở nhà thôi thì cứ mà đặt Grab thì sẽ có sẵn, rồi sau đó mình cầm đi trà sữa, mình lên lầu 35 mình cầm đi uống, mình ngó trời ngó đất. Chào chút nha. Nói về cái mà dịch vụ delivery giao hàng Việt Nam mình phát triển sao thật sau các nước Úc với Mỹ thật, nhưng mà nhìn lại đó, Úc và Mỹ không theo kịp. Nói cái dịch vụ mà vận chuyển giao hàng đồ ăn này nọ rồi, Việt Nam mình quá nhanh. Và mình cũng không ngờ rằng mà Việt Nam mình đi sao thật. Nhưng mà nói tóm là quá nhanh, ngoài sức tưởng tượng của mình. Có, mình nói có, không mình nói không. Thì anh chị không tin mình thì anh chị cứ về Việt Nam thì anh chị thử một cái, anh chị gọi một cái là cái ly trà sữa bao lâu sẽ tới ha. Và ở đây có cái nữa, không phải như bên Úc và Mỹ, anh chị phải trả tiền người ta mới giao hàng cho anh chị. Ở đây giao tới cho anh chị, kiểm tra hàng chất lượng anh chị mới trả tiền. Có nước nào bằng Việt Nam? Mà nói thật, không có nước nào cả, không có nước nào mà như Việt Nam cả. Giao tới sau đó mới trả tiền. Cái bên kia hả, trả tiền trước đi mày, mày không trả không có chuyện nói chuyện với mày. Cái đó mình có, mình nói. Và sự thật là ngày nay Việt Nam là thế ha. Thì mình lên sân thượng này đó, mình ngồi mình uống trà sữa nha. Thì giờ này không ai bơi cả, thì mình xuống không khác gì hồ bơi của nhà mình, đúng không? Đó, nè, mình cho anh chị xem. Giờ này, giờ ngõ nắng gan trang, có ai bơi đâu. Thì mình lên mình bơi thì không khác cái hồ bơi của nhà mình rồi, chứ nhà ai nữa, đúng không? Đó, chẳng có ai bơi. Em ơi, hôm nay vô sau nè cái nha. Hôm nay vô tắm hơi cái nha, được mà đúng không? Được cái chứ, trước khi tắm hơi phải hỏi sếp trước, đúng không sếp? Đó, mình nói đúng nói sai. Ngày nay nói tóm lại là vậy nha. Thank you Việt Nam. Chào Việt Nam.